Kiều Thi Ca không phải nhờ thần lực của tôi làm chỗ nương tựa hộ trì, khiến cho Xá Lợi Tử nói như vậy đâu. Trời Đế Thích lại hỏi. Vậy nhờ thần lực của ai làm chỗ nương tựa hộ trì khiến cho Xá Lợi Tử nói như vậy? Thiện Hiện đáp. Chính nhờ thần lực của Phật làm chỗ nương tựa hộ trì khiến cho Xá Lợi Tử nói như vậy. Trời Đế Thích nói. Tất cả Pháp đều không chỗ nương tựa hộ trì, như vậy làm sao nói là nhờ thần lực của Phật làm chỗ nương tựa hộ trì, khiến cho Xá Lợi Tử nói như vậy? Thiện Hiện bảo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Ngài nói, tất cả Pháp không chỗ nương tựa hộ trì, cho nên Như Lai chẳng có thể nương tựa hộ trì, chẳng làm chỗ nương tựa hộ trì, chỉ vì thuận theo Pháp thế gian nên nói làm chỗ nương tựa hộ trì. Kiều Thi Ca, tức không nương tựa hộ trì Như Lai bất khả đắc, viễn ly không nương tựa hộ trì Như Lai bất khả đắc, không nương tựa hộ trì trong chân như Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai không nương tựa hộ trì chân như bất khả đắc, không nương tựa hộ trì trong pháp tánh Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai không nương tựa hộ trì pháp tánh bất khả đắc. Kiều Thi Ca, tức Như Lai và sắc bất khả đắc, viễn ly Như Lai và sắc bất khả đắc, trong sắc chân như và Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai chân như và sắc bất khả đắc, trong sắc và pháp tánh Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai sắc và pháp tánh bất khả đắc. Như vậy cho đến Như Lai cùng với trí nhất thiết tướng bất khả đắc, viễn ly trí nhất thiết tướng Như Lai bất khả đắc, trong trí nhất thiết tướng và chân như Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai trí nhất thiết tướng và chân như bất khả đắc, trong pháp tánh và trí nhất thiết tướng Như Lai bất khả đắc, trong Như Lai pháp tánh và trí nhất thiết tướng bất khả đắc. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Như Lai cùng với sắc chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly sắc chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với sắc chân như chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly sắc chân như chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với sắc pháp tánh chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly sắc pháp tánh chẳng hợp chẳng tan. Như vậy cho đến Như Lai cùng với trí nhất thiết tướng chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly trí nhất thiết tướng chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với trí nhất thiết tướng chân như chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly trí nhất thiết tướng chân như chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với trí nhất thiết tướng pháp tánh chẳng hợp chẳng tan, Như Lai cùng với viễn ly trí nhất thiết tướng pháp tánh chẳng hợp chẳng tan. Kiều Thi Ca, tôn giả Xá Lợi Tử đã nói những lời kia là đối với tất cả pháp chẳng gần chẳng xa, chẳng hợp chẳng tan, nhờ thần lực của Như Lai mà làm chỗ nương tựa hộ trì, dùng không nương tựa hộ trì làm chỗ nương tựa hộ trì. Lại nữa, Kiều Thi Ca, lúc trước Ngài hỏi các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu ở đâu? Kiều Thi Ca, việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát là không nên cầu sắc, không nên cầu xa lìa sắc. Như vậy cho đến không nên cầu trí nhất thiết tướng, không nên cầu xa lìa trí nhất thiết tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì hoặc sắc, hoặc lìa sắc cho đến hoặc trí nhất thiết tướng, hoặc lìa trí nhất thiết tướng, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc cầu tất cả pháp chẳng hợp chẳng tan như thế, vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Vì việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát là chẳng phải sắc, chẳng phải xa lìa sắc, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng. Chẳng phải sắc chân như, chẳng phải xa lìa sắc chân như, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng chân như, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng chân như, chẳng phải sắc pháp tánh, chẳng phải xa lìa sắc pháp tánh, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng pháp tánh, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng pháp tánh. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp như thế đều vô sở hữu bất khả đắc, do vô sở hữu bất khả đắc, cho nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát là chẳng phải sắc, chẳng phải xa lìa sắc, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng, chẳng phải sắc chân như, chẳng phải xa lìa sắc chân như, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng chân như, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng chân như, chẳng phải sắc pháp tánh, chẳng phải xa lìa sắc pháp tánh, cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng pháp tánh, chẳng phải xa lìa trí nhất thiết tướng pháp tánh. Khi ấy, Trời Đế Thích thưa tôn giả Thiện Hiện,
Việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Lượng Ba La Mật Đa, là Vô Biên Ba La Mật Đa. Các vị dự lưu sẽ đắc quả dự lưu trong việc học này. Các vị Nhất Lai sẽ đắc quả Nhất Lai trong việc học này. Các vị Bất Hoàn sẽ đắc quả Bất Hoàn trong việc học này. Các vị A-La-Hán sẽ đắc quả A-La-Hán trong việc học này. Các vị Độc Giác sẽ đắc quả vị Độc Giác Bồ Đề trong việc học này. Các Đại Bồ Tát có thể giáo hóa hữu tình và trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề trong việc học này. Thiện Hiện nói: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Ngài nói. Vì sao? Kiều Thi Ca: Vì sắc rộng lớn nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng rộng lớn. Cho đến trí nhất thiết tướng rộng lớn nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng rộng lớn. Vì sao? Vì giai đoạn trước sau giữa của sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc nên gọi là rộng lớn. Do sự rộng lớn kia nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng là rộng lớn. Kiều Thi Ca: Sắc vô lượng nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô lượng. Cho đến trí nhất thiết tướng vô lượng nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không thể đắc, giống như lượng của hư không cũng bất khả đắc, sắc vân vân cũng vậy nên nói vô lượng. Kiểu Thi Ca: Hư không vô lượng nên sắc vân vân cũng vô lượng, sắc vân vân vô lượng nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô lượng. Kiểu Thi Ca: Sắc vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Cho đến trí nhất thiết tướng vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng ở trong hay ngoài đều bất khả đắc, giống như hư không ở trong hay ngoài đều bất khả đắc, sắc vân vân cũng vậy nên nói vô biên. Kiều Thi Ca: Hư không vô biên nên sắc vân vân cũng vô biên, sắc vân vân vô biên, cho nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca: Sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: Vì sao sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Sở duyên của trí nhất thiết trí vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca: Sở duyên của pháp giới vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: Vì sao sở duyên của pháp giới vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Pháp giới vô biên nên sở duyên cũng vô biên, sở duyên vô biên nên pháp giới cũng vô biên, pháp giới sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca: Chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: Vì sao chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Chân như vô biên nên sở duyên cũng vô biên, sở duyên vô biên nên chân như cũng vô biên, chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca: Hữu tình vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: Vì sao hữu tình vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Ý Ngài thế nào nói hữu tình? Vậy hữu tình ấy là chỉ cho ý niệm của pháp nào? Trời Đế Thích thưa: Bạch Đại Đức, hữu tình ấy chẳng phải là khái niệm của pháp, cũng chẳng phải là khái niệm của phi pháp, chỉ là giả lập khách danh thuộc về tên gọi tạm thời, thuộc về tên gọi không thật, thuộc về tên gọi không có nhân duyên. Thiện Hiện lại hỏi: Vậy theo ý Ngài, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này là hiển thị thật có hữu tình không? Trời Đế Thích thưa: Bạch Đại Đức, không có. Thiện Hiện hỏi: Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đã không hiển thị thật có hữu tình nên nói vô biên, vì ở trong hay ngoài nó đều bất khả đắc. Kiều Thi Ca: Ý Ngài thế nào? Các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trải qua hằng hà sa số kiếp đã nói danh tự của các hữu tình, trong đây có hữu tình, có sanh có diệt không?
Trời Đế thích thưa, bạch đại đức không có. Vì sao? Vì bản tánh các hữu tình vốn thanh tịnh, từ xưa đến nay vô sở hữu. Thiện Hiện bảo, do điều này nên tôi nói hữu tình vô biên, cho nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Kiều Thi Ca, do nhân duyên này nên biết, việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát phải nói là rất to lớn, vô lượng vô biên.